Xin chào tất cả các bác nhé. Để xem được những video mới nhất của bên em thì mời anh em cùng ấn vào phần tìm kiếm trên YouTube, gõ chữ Thắng Cao Audio anh em nhé. Đó, khi ấn vào chữ Thắng Cao thì anh em nhớ đăng ký kênh và ấn chuông, chọn tất cả. Khi đăng ký kênh và ấn chuông xong thì anh em có thể nhận được những thông báo mới nhất của những video bên em. Rồi chào, cảm ơn tất cả các bác. Hello, xin chào tất cả các bác nhé. Ngày hôm nay bên em xin giới thiệu với tất cả anh em một bộ cấu hình cao kê giá rẻ anh em nhé. Bộ này giá trọn bộ chỉ có 18 triệu thôi anh em nhé. 18 triệu thôi thì nó gồm những sản phẩm gì? Và lưu ý với anh em, combo này là đồng bộ của LX Acoustic anh em nhé. Đồng bộ LX Acoustic. Thì với cái đồng bộ này thì anh em có thể thấy là một cặp loa, đúng không ạ? Sử dụng một cặp loa, một mic, một vang, một quản lý nguồn và một cục đẩy hai kênh. Đó. Loa thì ở đây em sử dụng cặp loa V12, một trong những cái cặp loa giá rất là bình dân anh em nhé. Cục này thì với công suất của nó là 400W anh em nhé, 400W V12. Sơn sần cát anh em nhé, em lưu ý sơn sần cát, cái sơn này nó chịu được môi trường của Việt Nam. Có nghĩa là nó sẽ không sợ nước này, không sợ ẩm này. Đó, và nó sẽ chống xước cho anh em nhé, chống xước cho anh em. Đấy, cặp này hiện tại đang là 8 triệu. Đó, giá rất là rẻ. Và nó là hàng chính hãng em nhé, nhập khẩu nguyên chiếc. Đấy, giá chỉ có 8 triệu thôi. Với cặp này thì anh em nghe nhạc hoặc hát karaoke đều hay. Nó mang tới cái âm sắc rất là tuyệt vời anh em nhé. Nó là sử dụng chép kèn. Đó, bát 30 anh em nhé. Đi vào dàn máy thì như anh em cũng có thể thấy rồi đúng không ạ? Sử dụng một bộ mic U75. Bộ mic này thì đầy đủ các tính năng như là cảm biến gia tốc, cảm biến tự ngắt anh em nhé. Cảm biến gia tốc này, cảm biến tự ngắt, cảm biến có dò sóng sạch luôn. Đó. Bộ này thì em đã bán rất là nhiều rồi, anh em dùng thì anh em nhiều anh em dùng anh em biết rồi đúng không ạ? Nó khá là chất. Và giá chỉ có 2.400.000 đồng thôi, mic 6 số anh em nhé. Đó. Rất là chất, rất là đẹp anh em nhé. Và con vang đây em sử dụng đó là con FX20 Flute. Con này là một trong những cái bản rất là ok vì nó có tích hợp thêm cả reverb anh em nhé, chỉnh reverb. Ngoài ra nó có delay repeat. À, phần echo thì nó có chỉnh được bát chép của echo luôn. Ngoài ra tiếp theo là cái kết nối của nó. Nó có thể là có USB này, Bluetooth này, optical này, AUX1, AUX2. Đấy, mic thì có mic tune và music tune, anh em có thể chỉnh bát chép ngay trên này được. À, rất là dễ đúng không ạ? Đó. Con này thì giá chỉ có 1.800.000 thôi. Đó. Và cái tiếng mic của nó, tiếng echo nó rất là ngọt. Anh em có thể là những cái con âm ly huyền thoại ấy, ví dụ 203 đấy. Anh em có thể thấy là cái chất âm con này tương tự luôn anh em nhá. Rất là dẻo, echo rất là dẻo luôn. Đó. Và một chút nữa anh em cùng nghe em hát thử cho anh em cùng cảm nhận. Đó. Còn đâu quản lý nguồn, ở đây em sử dụng một quản lý nguồn anh em nhá. Em sẽ cắm cục đẩy này, cắm vang này, cắm mic này trên con quản lý nguồn này. Đó, vào đây và chúng ta sẽ bật tắt theo cái thứ tự và anh em có thể theo dõi được điện áp, bảo vệ được luôn. Có automat anh em nhé, có chập cháy gì nó sẽ bảo vệ cho gia đình rất là tốt, các thiết bị này rất là an toàn. Và giá nó chỉ 1.600.000 thôi. Ở đây thì em có sử dụng đó là con cục đẩy LA650. Với LA650 này 600W thì nếu những đôi loa V12 này thì nó đánh được hai cặp luôn anh em nhé. Thì ở đây để tiết kiệm chi phí thì em đánh một cặp thôi. Đó, thì với một combo này thì anh em có thể tham khảo với 18 triệu. Còn nếu mà anh em muốn đánh tốt để mà nó hay hơn thì anh em có thể ghép một thêm một đôi loa nữa. Hoặc là anh em ghép cho em một cái súp điện nữa anh em nhé. Ghép thêm cho em một chiếc súp điện thì sẽ cải thiện được cái giải bát, nó sẽ sâu hơn và cái chất âm nó sẽ nói chung là nó sẽ hay hơn khá nhiều. Đấy, thì với combo này thì anh em có thể tham khảo. Đấy, giá thì em đã báo giá cho anh em rồi, hoặc là anh em có thể tham khảo ở website thangcaoaudio.com bên em anh em nhé. Rồi, rất cảm ơn anh em đã xem video. Anh em nào có nhu cầu mua hàng anh em liên hệ trực tiếp cho bên em. Đấy, combo rất là gọn nhẹ và giá rất là bình dân, 18 triệu thôi. Hai cặp loa bát 30, đẩy hai kênh, quản lý nguồn vang và micro. Đó, rồi ok. Cảm ơn tất cả anh em đã xem video. Hẹn anh em ở clip lần sau anh em nhé. Hello, xin chào tất cả anh em nhé. Mời anh em cùng đeo tai nghe cảm nhận cái bộ cấu hình này. Giá rẻ anh em nhé, 18 triệu thôi nhưng mà chất âm cực kỳ hay. Anh ở biên cương, nước những con sông Hồng chảy vào đất Việt.
ở nơi anh đầu nguồn con nước nắng phù sa đi con đôi bờ. Anh ở biên cương biên cương xa xẹt năm tháng tháng chờ cứ chiều chiều ra sông mà canh nước nên ngày ngày cùng bạn bè trên chốn anh lại xuống sông hợp tròn và lắm em phương xa nghe đài báo gió mùa đông băng em thương anh nơi chiến hào gặp xét mà em thương anh chiều nay đang đứng gắn một cánh giữ đất trời áo ấm quá lạnh cầu bởi anh yêu người chiến sĩ biển thì có gì đâu tấm lòng người chiến sĩ có tình yêu.